Tập đoàn của chúng tôi đang đi vào đền Trần, một nơi rất thiêng liêng của Tổ quốc. Các thành viên trong gia đình chúng tôi đang đi vào. Đây chính là đền Trần, Trần Hưng Đạo. Ba lần đánh thắng giặc Nguyên Mông, chính ông là người đã lãnh đạo quân dân ta chiến đấu. Ông đã nằm nghỉ tại đây. Đây là thắng Cute ạ. Đấy, đây là anh Cường Nguyễn. Ba năm trở lại đây, khu đề này đã được tu sửa rất nhiều, rất đẹp. Chụp đi, chụp đi. Cường Nguyễn đang tạo kiểu cho mấy cô em. Chụp đi, chụp đi. Tao quay cảnh chụp, chụp đi. Ôi Cường Nguyễn kìa, ôi Cường Nguyễn kìa. Ôi mày về đến đây rồi.